Xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem video của cơ sở nhà em tươi. Hôm nay thì em xin giới thiệu với cô chú anh chị một số mẫu dao mèo và một số mẫu là em đang giảm giá, rất là mong nhận sự ủng hộ cô chú anh chị ạ. Số điện thoại để cô bác anh chị liên hệ đặt hàng với bên em là số 0888 633 389. Em xin được điểm qua và báo giá. Đầu tiên là một mẫu dao mèo ở vị trí số 25. Dao mèo này, dao mèo thép trắng của chú anh chị nhé. Và nó dài khoảng 23 phân, cán ốp rất là đẹp. Mẫu này thì em bán là 400.000 của chú anh chị nhé. Dao mèo thép trắng 440C. Và mẫu thứ hai là mẫu dao mèo dài 30, hai bên má bản đen truyền thống, cán cầm chỉ. Mẫu này thì em bán 300.000 của chú anh chị nhé. 300.000 cho hình 26. Hình 27 là một mẫu dao mèo mũi hích, nó cũng dài 30 phân và cán cầm chỉ. Em cũng bán giá là 300.000, hai bên má bản đen truyền thống ạ. Hình 28 là mẫu dao mèo dài 25, hai bên má đánh nhám chống dính có gờ an toàn. Mẫu này thì em còn một con nên em bán giảm giá là 200.000 nhé. 200.000 cho cô bác anh chị nào cần mẫu dao mèo 25 này nhé. Và mẫu 29 là một mẫu dao dùng để chuyên chặt các loại xương to, chặt cây to. Mẫu này thì dài 30 và em bán giảm giá là 250.000 cô chú anh chị nhé. Vì em cũng còn một con này nữa thôi. Thì cán ốp rất là đẹp. Vâng, hôm nay thì em xin giới thiệu với cả nhà mình là 5 mẫu dao mèo như vậy ạ. Cô bác anh chị ưng mẫu nào có thể gọi điện thoại hoặc nhắn tin để chốt hàng với bên em nhé. Một lần nữa em xin được cảm ơn và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở những clip bán hàng tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.